Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, là lúc này là tối ngày 30 tháng 10 năm 2017. Và Đồ Gỗ Đức Hiền trân trọng giới thiệu chiếc tủ thuốc bằng gỗ hương 100% bằng gỗ hương Lào xịn. Trước đây thậm chí chúng tôi có thể làm gỗ chắc, nhưng mà bây giờ gỗ chắc nó cũng đắt quá, cho nên chuyển sang làm gỗ hương. Gỗ hương thì đặc biệt là chọn cái gỗ hương đỏ, nó cũng trông giống như gỗ chắc và lại có mùi thơm, thơm nhẹ thôi. Ở đây tôi đang để tôi báo cái kích thước này cho quý khách. Thưa quý khách, là cái tủ thuốc này là chiều cao là 90, chiều sâu là 28 và chiều dài là 67. Và từ trên xuống dưới thì nó có rất nhiều ô. Cái này thì nguồn gốc nó là dựa theo cái mẫu tủ thuốc của các cái ông thầy lang ngày xưa. Tất nhiên bây giờ cái này là để trang trí. Nhiều người nói vui là để cái này để đựng vàng và đầy các cái hộp này thì cũng đủ sinh sống rồi. Thì cái này thường để ở phòng khách hoặc phòng bếp hay phòng thờ hay bất kể một cái phòng nào để trang trí, hoặc là để ngay ở cái sảnh đi lại ở trên trong nhà trông rất là vui mắt. Và với giá thành thì cũng chưa đến 10 triệu, nói chung cái giá thì cũng là hợp lý. Và cái này là 100% gỗ hương và từ trong ra ngoài là rất là trơn tru nuột nà sạch sẽ. Đây quý vị nhìn thấy đây, ngăn kéo trông này thôi chứ sạch đẹp, và cái này có thể đựng được rất nhiều thứ. Trong nhà chúng ta để rất nhiều thứ lặt vặt. Ba ngăn kéo này, thế còn khoang bên dưới này thì trông chúng ta thấy những cái đai, những cái này bằng đồng. Đây, và bên trong này chính là cái khoang tủ, thùng tủ. Tuy là bé thôi nhưng công thức đầy đủ, cánh cong phủ bản lề rất ghê luôn. Trông đặt cái lối mà có thể nói bình thường chúng ta thấy là chỉ ở trong những cái phim cổ trang là chúng ta thấy trong cung vua, cung chúa là thấy những cái này. Tuy nhiên giờ đây thì ai cũng có thể sở hữu những cái đồ trông rất quý. Và bên dưới nữa thì lại tiếp tục lại một cái dàn ba cái ngăn kéo giống như lúc nãy. Đấy, xong lại đến cái cánh giống như cái phần cánh bên trên. Và dưới thì lại ba ngăn kéo nữa. Tổng cộng là 9 ngăn kéo. Nếu mỗi ngăn kéo này quý vị được đầy từng này vàng thì ví dụ như là độ, tôi không biết bao nhiêu chỗ này, ví dụ như là độ 200 cây chẳng hạn. Như vậy quý vị thấy là từ trên xuống dưới là 9 cái ngăn kéo và 2 khoang tủ và phần đế nữa. Và tất cả xung quanh là bịt đồng. Và mặt từ mặt phải, mặt trái, mặt trong, mặt ngoài là tất cả cùng đồng chất gỗ hương đỏ này hết. Rất tuyệt vời. Thực tế chúng tôi làm cái này là cũng một phần là để xuất khẩu sang cái thị trường Trung Quốc, một phần là bán nội địa. Vì bên đó thì họ có lẽ ảnh hưởng của phim cổ trang nhiều, trong các gia đình họ cũng hay thích trang trí bằng những cái này. Đây là mặt hậu của nó. Và lúc này thì trong cái tầng 1 khu A chúng tôi đang có 2 chiếc. Đây quý vị liên lạc với chúng tôi theo cái số này 0984666999 hoặc là 0967666111. Cái số sau là số đăng ký Zalo Viber. Đây quý vị vừa nhìn thấy một chiếc ở góc đằng kia. Còn bây giờ một chiếc nữa. Hai chiếc này thì rất giống nhau. Chiếc này chiếc số 2. Cũng công thức y như nhau. Và cái này thì chơi mộc thôi. Quý vị có lấy thì tôi chỉ cọ giấy ráp qua và cọ lá chuối thôi. Cái này thì không cần sơn cộ gì hết, để nguyên mộc để chơi. Chúng ta chơi theo lối giả cổ. Và dùng lâu quý vị cứ cọ lá chuối hoặc là cứ rẻ khô chúng ta cọ là xong.
Và clip tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu hai chiếc tủ sách. Xin tạm biệt quý vị tại đây.